Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự về Hoàng Hạc Khí Công. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Với sự gợi ý của ông Đinh Hùng Cường giới thiệu tới cộng đồng Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn, một phương thức tập luyện thể dục khí công Hoàng Hạc giúp cho mọi người khỏe mạnh thể xác, minh mẫn tinh thần. Một buổi hướng dẫn được tổ chức vào ngày 30 tháng 3 2014 tại Mason District Fairfax Police Station Center, Annandale, Virginia. Trong cái chương trình Hoàng Hạc Khí Công mà chúng tôi có cái dịp để đi qua Cali vừa rồi đó, thì tôi thấy nó rất bổ ích cho những người lớn tuổi và nó rất hữu dụng. Thành ra tôi về tôi tính là phổ biến cho một số bạn bè trong thân hữu để mời anh Cổn qua đây để huấn luyện. Nhưng mà những người bạn của tôi họ thấy cái chương trình này hay quá và họ đã tự động giúp cho tôi đăng lên báo, đưa lên đài truyền hình SBTN. Và một cái chuyện mà tôi ước mơ nho nhỏ để thành một cái group cho bạn bè được học cái môn Hoàng Hạc Khí Công này, đó là trở thành cho tất cả cộng đồng. Và ngày hôm nay chúng ta có trên 100 người tới đây, dù là trời mưa bão ở ngoài có tuyết nữa mà hội trường rất là đông. Thành đó là một cái điều rất là khích lệ, và đây là một cái môn mà học rất là bổ ích cho người lớn tuổi. Và chúng tôi cũng rất là hãnh diện mình đã đóng góp được một chút cho các bạn bè và các cô bác ở trong vùng. Xin phép quý vị để lược sơ một vài nét sơ về y học, võ học và âm nhạc. Sau phần thuyết trình của bác sĩ Phạm Gia Cổn, song song với PowerPoint được giới thiệu tới các đồng hương tham dự buổi thực tập. Môn thể dục khí công Hoàng Hạc đã được các phụ tá của bác sĩ Phạm Gia Cổn đến từ California biểu diễn. Được biết là môn thể dục khí công Hoàng Hạc được phối hợp kinh nghiệm của các môn võ cùng với kiến thức y khoa của bác sĩ Phạm Gia Cổn. Ông hiện là giáo sư ngành gây mê tại trường đại học UCLA, đồng thời cũng là võ sư chân truyền của phái Hapkido, là một môn võ thuật của Đại Hàn đã du nhập vào Việt Nam từ hơn 40 năm về trước. Từ những thế căn bản của các môn phái võ học nổi tiếng xưa này được chế biến, thêm bớt theo tinh thần khoa học và căn bản y học về những cấu tạo cơ thể, chức năng của mọi cơ quan cũng như là bệnh lý của con người. Để giản dị, dễ tập và thực dụng, thích hợp với mọi trạng thể của mỗi người. Chỉ có 4 động tác cơ bản là bấm, vòng, vươn và buông đã kết hợp tự nhiên. Vừa biểu diễn, bác sĩ Phạm Gia Cổn vừa giải thích hiệu quả cũng như những động tác đó tác động như thế nào vào cơ thể, với hy vọng là có thể giúp được mọi người tránh được một số bệnh tật, một cơ thể khỏe mạnh và bồi dưỡng, tăng cường cũng như là duy trì sự hòa hợp đồng điệu giữa thần lực, khí lực và thể lực. Hôm nay tôi được dự cái buổi hướng dẫn hôm nay á, tôi lấy làm thích thú, bởi vì cái môn khí công này đó tôi thích từ lâu mà. Tôi cũng có đang tập cái khí công, nhưng mà tôi học lóm không à. Thành ra nghe cái này có người hướng dẫn, có sách vở đàng hoàng. Nhưng mà cái điều mà mong muốn nhất là được thực hiện DVD để tôi mua cũng được nữa. Đó tôi cần nhất để tôi để nhìn mà tôi tập cho nó đúng. Sở dĩ mà cô với chú mà trên 70 tuổi mà vẫn còn được như vậy nè, là nhờ tập khí công. Sau buổi học đầu tiên thì người ta nhìn thấy những nét rạng rỡ trên từng khuôn mặt của các học viên. Không ai nghĩ rằng Hoàng Hạc Khí Công có thể giúp cho mọi người trường thọ cả 100 tuổi. Nhưng tất cả đều tin rằng những gì họ được hướng dẫn giống như là một viên thuốc bổ, vừa giúp cho họ tinh thần minh mẫn, lại giúp họ có một sức khỏe.